Xin chào tất cả các cô chú anh chị em đã quay lại với kênh Cuốc Khuyển Bắc Hà. Dạ em là Hiếu Mán nha mọi người nhé. Đấy, hôm nay là phiên chợ chủ nhật của ngày 1 tháng 5, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ lễ thứ hai. Đấy. Đến giờ này là 7:30. Em quay mọi người. Tí em một lúc nữa em mới lại tiếp tục làm video phát trực tiếp. Đấy, chó khá là nhiều, khách du lịch khá là đông. Đấy, khá là đông. Đấy. Khá là nhiều chó mọi người ạ. Con vàng này chẳng biết. Nhiều chó. Cọc có, xù có. Đấy, tí em sẽ gọi giá trực tiếp mọi người từng con một. Đấy. Mưa khá là dày mọi người ạ. Mưa khá dày, tối qua trên em đang bão. Đấy. Con sám này bao tiền đấy? Con sám bao tiền đấy? 2,5 triệu à? Được hay cái? Được ạ. 2,5 triệu. Mưa quá nên là mọi người để ở trong trong lồng và che ô cho nó, trong cái đĩu đỡ ướt. Ui thịt trâu không quay ấy. Tí này vi phạm bản quyền ấy. Ăn à? Chờ, có con gì ấy? Chó. Con này được hay cái? Được cả, được cái. Bao tiền này? 3 triệu. Con này 18 cân rồi anh ơi. 18 cân rồi à? Đuôi to. Nhưng mà giống chó to nhưng mà nó mới được có hơn 5 tháng thôi. Bây giờ bắt đầu mới răng thay lông đi nào. Đuôi to. Đuôi to. Anh ra tờ đuôi to. À rồi. Đuôi khá là to. Mưa quá mọi người ơi. Mưa che ô này. Xem này, đã thấy con nào? Con vàng bao tiền đấy? 1,6 triệu à? Con đấy bao tiền đấy anh? Con đấy? Con dưới à? Được hay cái? Được à? Xem này, đẹp phết nhỉ? Vàng kim ấy. Hơi bé. Úi xời, con này được bảo vệ này, ôm kín chưa? Mấy triệu đây anh con này? 3,5 triệu. Đẹp nhờ, lông xù ấy. Con đen bao tiền đi anh? 3,5 triệu. Đỏ. Con đỏ thì mấy triệu? 4,5 triệu. Anh mang non quá. À, hai con này con hôm nọ hai bọn em vào đây nhờ. Đúng rồi. Đúng con hai hôm nọ. Ôi trời ơi, bé thế này. Cọc à? Bé thế. Rồi, dài quá. Cọc dài quá. Cọc dài. Bò đỏ phong thủy bao tiền một con chị? Trong lồng này này. 4,5 triệu một con à? Ai ra? Đỏ phong thủy. Bỏ phong thủy cũng 4,5 triệu, 5 triệu. Đấy, con này con cọc xù này, tay đang bênh này. Con này bao tiền này em ơi? 15 triệu. 15 triệu mọi người ạ. Con này 7 tháng à? 10 tháng à? Mày 18 cân không? Không, 16 cân. Còn đây con cọc sáng ở trong kia thì sáng nay em xem là nó là con cắt đuôi nha mọi người nha. Ủa, mưa quá. Hãy
Đã ấm lên rồi mọi người ạ. Đây như con này 12 triệu, 9 triệu này, 6 triệu rưỡi này, 15 triệu này. Đấy. Như cái đôi này thì em vừa kiểm tra này. Kiểm tra này. Đuôi thắt cắt rõ rệt luôn này. Đây sẹo to tướng luôn mọi người. Đây đây này. Đây này, đấy. Thắt nhiều lắm mà thắt thắt lộ rõ rệt nên ai không hiểu là bị bắt luôn. Đấy. Khá là đông khách du lịch đã là có tây rồi nhé mọi người nhé. Không hợp tác. Chợ chó hiện tại là tắc rất là nhiều mọi người ạ, đây ạ, tắc rồi mọi người. Chó cũng hiện tại chó cũng vãn vãn rồi nhá, chó cũng vãn vãn rồi đấy. Hôm nay khách khứa lên bắt khá là nhiều mọi người. Đi quay một vòng để xem là chó hiện tại còn nhiều không nhá. Còn cái chỗ anh em đây bán khá là đông, khá là nhiều rồi, bớt đi nhiều rồi. Cho những con chó tỏ, cỏ chó ta này vẫn còn nhiều mọi người ạ. Còn đối với Bắc Hà ấy thì nó nhiều người am hiểu, người ta cũng lên thì nó bắt nhiều. Như con đỏ này vẫn còn này. Đấy, đỏ vẫn còn. Tắc nghẽn rồi mọi người ạ. À lại ra thêm chó này. Vẫn còn chó thêm vẫn ra này. Đây có con này ra ra lại mới ra này. Con này bao tiền này? 3 triệu. Được cái. Cái gì? Một con đen này là có người bắt rồi này. Đấy, con này, này bạn này chắc không có người bắt lốt rồi đấy. Chưa ra thêm con nào à? Chưa ra thêm con nào đẹp mọi người. Đấy, vẫn vậy thôi. Gần như là chó nó chỉ có tầm đấy, đến thời điểm này chỉ thi thoảng nó ra thêm một hai con nữa thôi. Con này đây con bác cái đang sờ 800.000 chó ta. Cũng là chó ta mà khoảng 800.000. Đông mọi người ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì chó cũng vãn gần hết rồi. Đấy, bây giờ cũng là hơn 9 giờ. Anh em cũng quay qua cái video này thì em sẽ dừng video tại đây. Đấy. Cái chó đẹp, cái chó đẹp, cái chó đẹp. Bây giờ chỉ chủ yếu là người nhiều đó mọi người. Chủ yếu là người nhiều thôi. Bây giờ còn một vài em nữa đó. À, mấy con này là khách bắt rồi đây này. Mấy con ở trong này khách bắt hết rồi đây. Đấy. Bắt hết rồi. Ôi ok nhá. Em xin phép kết thúc cái video ở đây. Chúc tất cả các cô chú anh chị em có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Rồi chào mọi người, hẹn mọi người video sau.